nguy cơ mà xảy ra xung đột nội bộ trên thế giới giờ là rất lớn, nhưng Việt Nam vẫn không xảy ra. Không có cái dân tộc Kinh đánh nhau, dân tộc Mường, dân tộc Tày hoặc là Lùng, nó không có sự coi như giao tranh giữa 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 các dân tộc, đúng không? Các cuộc coi như là nó coi như là muốn lên biểu tình lật đổ là dùng coi như là cách mạng Màu hoặc là cách mạng Hoa Nhài đều thất bại hết. Tại vì sao? Tại vì những người gọi kêu gọi đấy, như vừa rồi như Đạt nói là toàn là ông đi làm neo này, rồi là ông đi làm bánh mì, hoặc là ông đi làm cỏ, thì làm sao ông có đủ trình độ được mà lãnh đạo nước được. Hồ Chí Minh ngày xưa mặc dù là không được học qua trường nước coi như là chính thống, nhưng mà bác buôn ba khắp các nước, đúng không ạ? Lãnh đạo được đất nước Đúng. này chứ, thì mới kêu gọi được đồng bào, mới kêu gọi được mọi người đứng lên. Tại sao một lời bác hiệu triệu mà coi như toàn dân quân, toàn dân coi như sẵn sàng coi như này tháo nhà để coi như lát đường cho xe tăng đi qua, sẵn sàng coi như hết ông thằng Anh hy sinh lại tiếp tục cho thằng Yên đi chiến đấu để bảo vệ cái nền độc lập này. Vậy ngày hôm nay chúng ta có nền độc lập nào, rõ ràng người Việt Nam chúng ta đã trải quá nhiều xương máu rồi. Tại sao mà chúng ta cần sự hòa bình như vậy? Nhưng là nó nói cùng là họ cũng vừa kinh, họ không có mục đích, họ xuống kêu gào gì, kêu gào mấy thằng nghiện mang kim tiêm chứa HIV kêu gào người dân mua bom xăng để có đốt phá. Thế thì làm sao mà người người ta ấy được? Mà cuối cùng ấy, thì bây giờ mình nhìn cái đối tượng mà bị bắt trong cái đợt được, toàn là những cái thằng coi như là không học thức hoặc không nhận thức thôi thì mới dẫn đến cái việc đấy. Thì vậy chốt lại là mình cũng nói là hôm qua khi mình anh em mình nói chuyện nhau thì anh em cũng thân cận, anh em cũng là những người hiểu biết, nhưng mà mình như thấy là người dân của mình còn rất là nông cạn, là cái mù mờ về vấn đề là sự so sánh là rất là khập khiễng. Họ chỉ nhìn thấy các nước phương Tây phát triển và họ không, và họ nghĩ rằng là Việt Nam mình không phát triển được phương Tây, nhưng mà để được như nước phương Tây thì đảng mình lại phải luồn lách bao nhiêu năm nay mới có được ngày hôm nay. Chứ còn nếu mà phát triển phương Tây hẳn thì mình đã làm rồi. Thì đó anh, thì anh bây giờ nếu mà để mà mình ngồi bởi Dương mới nói là khi mình nói một điều thì mình phải ngồi Đúng cân rồi, đong đo đếm mình mới mới đưa ra đúng được rồi, định, chứ anh không thể nào anh nhìn một cái hiện tượng đó rồi anh quy kết cho cả một cái thể chế này, nó gọi là dùng cái từ đúng thối nát hay như thế nào hay những cái lời tuyên truyền rồi. không phải như vậy. Đối với bản thân như em nhìn ở một cách cách mình là một người công dân, mình nhìn ở một cách đường lối chính sách lãnh đạo của đảng và nhà nước mình, thì mình nhận biết được ở cái điểm nào có mấu chốt nó ra sao, và cái điều đầu tiên cái người dân của mình vẫn là cái quyết định cái sự việc đó thành công hay thất bại. Tại vì sao? Ví dụ anh một người dân, anh phải tôn trọng pháp luật, anh tuân thủ pháp luật, anh đi ra đường anh tôn trọng được luật lệ giao thông, thì đương nhiên rồi ai làm khó gì được anh. Và khi đó một người nào làm khó, đương nhiên anh đủ cơ sở để anh lập luận để anh giải quyết được cái chuyện đó. Còn đằng này họ không, họ đi ra đường thì họ thích là tôi đi, là tôi đi trên đường thôi, chứ thực sự họ cũng chả biết là họ có tôn trọng hay không tôn trọng. Nên em nói giống như hôm qua nếu xem ví dụ có một bạn trẻ mà nói đó, khi mình ôm vô lăng mình phải chịu Đúng trách rồi, nhiệm của mình mạng với sống lại của những người đi xe, tốc những độ người đi tham gia giao thông, nhiệm mạng, đúng rồi. chứ mình đừng đổ lỗi cho thay vì cái tốc độ đường cao tốc. Đồng ý, em đồng ý anh, có những cái đây này, có những đường cao tốc để cái bảng kiểm soát tốc độ đúng nó không hợp lý. Ví dụ chẳng hạn từ cái tốc độ đang tốc độ 80 đến một cái đoạn đường đó thì giảm xuống còn tốc độ 60, mà trong cái khoảng thời gian nó có thể là nó ngắn thôi, ví dụ trên một cái dốc cầu đi xuống thôi. Đúng, có những cái đặt những cái biển báo giao thông nó bất cập. Đó em đồng ý. Nhưng cơ bản mình là người thì đương nhiên mình phải làm chủ được tốc độ, chứ đừng dựa vào cái vấn đề là do anh làm cái bản nó sai nên tôi mới phạm luật. Đừng nên như thế. Tại vì sao? Cái đó là trách nhiệm nơi mình là người đầu tiên, mình là người chấp hành luật pháp chứ. Còn cái anh kia làm sai đó là việc của anh kia, chứ mình không thể nói tại do anh làm sai tôi mới sai theo anh, không thể cái đổ cái lý đó được. Đó là cái em không đồng tình, Nói chung là mình đúng nói không? về cái việc đấy thì nó mình khẳng định nhau là tất cả đều vấn đề luật đồng bộ rồi, tất cả về những cái quy định cắm biển cắm mốc đều có những quy định của pháp luật hết rồi, và đảm bảo thậm chí nó còn căn cứ vào cả luật pháp quốc tế. Cái việc đấy thì nó là đúng. Thế còn nó cái việc mà các bạn đi mà các bạn không đảm bảo được tốc độ thì tất nhiên là cái việc đấy là lỗi của các bạn. Các bạn được học một bằng, các bạn được cấp bằng, các bạn được đào tạo rồi. Nhưng mà mình muốn nói rộng này, hiện tại bây giờ thì anh em mình lên đây thì chủ yếu trao đổi với nhau là vấn đề là mỗi quan điểm mỗi người là mỗi góc cạnh,
nhau. Có thể là có Đúng điểm, rồi. ví dụ như điểm mạnh của Bình Dương là gì, em rất là trưởng cảm, bình tĩnh, điềm đạm, dẫn dắt mọi câu chuyện nó đến mức độ coi như là vừa phải, không đến mức độ để làm cho cái người đối thoại người ta cảm tổn thương, mặc dù họ quan điểm bất đồng. Đấy là cái điểm mạnh của em, anh nghĩ rằng cái đấy là một điểm tốt đấy, Đúng em đúng dẫn dắt đúng. được cái diễn đàn đấy. Nghĩ là em là một người rất là có cái khả năng đấy, thì Đạt muốn là em làm sao mà duy trì được cái đấy, phát triển được nữa, thì sẽ có nhiều người người ta sẽ tham gia. Nhưng Chào anh mà em. có những người người ta tham gia Em đấy cứ qua. thì người ta phản biện, mà có những người chủ cục rất là nhiều, phần lớn thì là ở phía bên kia. Ở phía bên kia thì cuối cùng khi những người xem, người ta nhìn lại, người thấy à, hóa ra là các ông đu càng lại, các ông chỉ chửi bậy thôi, đúng không ạ? Anh nói thật em là anh sống ra là coi như là con nhà loài cộng sản nhá. Và thật sự là có lúc anh không thích cộng sản thế nào, anh không thích cái đảng thế nào, anh không thích cái quản lý của nhà nước, tại vì anh làm nước ngoài nhiều, lúc đấy anh không thích. Nhưng trên thực tế thì sau khi mà mình nhìn lại đấy, càng nhìn thấy ba que nó càng múa múa võ dương oai, thì mình nhìn thấy là những cái gì mình đang có là những cái tốt nhất. Nếu như ba que họ Đúng sâu được rồi, những thì cái, họ hiện đại hơn, họ văn minh hơn, họ cao của họ cao kiến hơn, thì lúc đấy thì mình sẽ hòa nhập. Nhưng mà thực tế là mình không thể hòa nhập với họ, đúng không? Còn đảng ta đấy thì bạn thấy là các ông ở đúng rồi. trong như bộ chính trị hoặc là thủ tướng, phó thủ tướng toàn học nước ngoài vậy thôi. Ông Vũ Đức Đam ông đứng trước một diễn đàn quốc hội, ông không cần cầm một tờ giấy, ông nói chính xác rành rọt từng con số một. Người ta đào tạo chứ, toàn học nước ngoài về. Thì ở đây em xin chia sẻ anh thêm đó một cái điểm như thế này em không hiểu là họ suy nghĩ từ cái gì mà Em nói họ đòi đi. xóa bỏ, họ đòi xóa bỏ cái việc hiện tại để họ xây dựng một cái xã hội mới. Mà ở đây họ có dám khẳng định một điều là cái xã hội mới nó sẽ tốt hơn cái xã hội hiện tại hay không? Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là những con người để xây dựng cái xã hội đó nó từ đâu mà có? Em vẫn không thấy. Đó là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa, chưa ai dám đảm bảo với em rằng là cái việc xây lại cái xã hội mới đó nó nhanh hơn những gì diễn ra hiện tại trước mắt em. Ba cái điểm đó là ba cái điểm mà em gọi là chưa bao giờ ai giải thích cho em được, và em cũng chưa, em khẳng định luôn không ai dám giải thích, đúng không anh? Thì chính vì điều đó đã một cái thực tế và một cái mình đang tưởng tượng trong đầu, thì anh nên chọn cái nào? Có phải anh chọn cái thực tế hay anh đang chọn một cái tưởng tượng thôi? Thứ nhất là em đưa ra ba vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề là cái sự phản biện, cái sự không đồng tình về quản lý. Thì cái điểm thứ hai em đưa ra là vấn đề là những con người xây dựng nên cái, để xây dựng cái mới là những người như nào. Thì cái thực tế thì mình thấy như này này, Nè. cái thứ nhất là về vấn đề là xã hội không công bằng, là nó là đương nhiên, đấy là nó mới là xã hội, đúng không ạ? Đúng rồi em, cái xã hội Xã nó hội phải thế này nó thế không công kia. bằng, đấy là đấy đấy nó mới là xã hội. Chứ còn xã hội là mà người người như nhau thì nó lại khác, nhưng mà xã hội nó không công bằng. Nhưng mà trên thực tế thì đất nước nào cũng vẫn có một bộ phận nào đấy họ sẽ không đồng ý với quan điểm, kể cả Mỹ họ không đồng ý với quan điểm của lãnh đạo của nước Mỹ, đúng không? Ví dụ như ông Trump ông nói thì luôn luôn có những cái phản Nè. biện là cái chuyện bình thường, mình chấp nhận cái việc đấy là nó sẽ có trong cái mâu thuẫn trong xã hội, đấu tranh trong xã hội giai cấp nó sẽ có, nó sẽ xảy ra, cái đấy là không không được tránh khỏi đấy. Nhưng mà để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn thì bây giờ mình nhìn thì Bình Dương đang mắc và anh em mình lấn cấn ở chỗ là con người để xây dựng đất nước mới này, xây dựng chế độ mới này là những ai, là lại là những cái ông mà coi như là ngày xưa không kêu gào này, lại không xây dựng được cái đất nước của ông, không giữ được cái là coi như là quyền dân chủ của ông, mà ông cho là dân chủ, mà ông lại phải bỏ chạy đi, ông ấy trốn đi ra nước ngoài. Chứ không phải là ông ấy, tất cả những người đi nước ngoài không phải là những người mà được diện HO đâu nhá, đều là bỏ trốn đi, gọi là phản bội tổ quốc ra đi, sợ chiến tranh, sợ đói nghèo, đúng không? Ngày nay họ quay lại, họ nhìn thấy đất nước giàu đẹp lên thì họ cảm cay cú, họ cảm thấy là họ không chấp nhận được cái đấy, và họ đứng lên, họ kêu gào bà con hãy lật đổ, hoặc là hãy làm cho cái nền kinh tế nó suy yếu đi.
người dân suy yếu thì nó sinh ra là khi nghèo hèn nó sinh ra bạo động, nó sẽ dẫn đến việc là coi như gọi lật đổ chính trị, coi như là thay đổi thể chế. Thì trên thế giới thì em hiểu là ngày xưa thì Việt Nam thì nó có điểm yếu này, là chúng ta là tiến lên xã hội chủ nghĩa thì nó không qua thời kỳ phát triển của bản chủ nghĩa, thì đâm ra chúng ta không có một nền tảng về kinh tế đấy, đấy là một cái hơi yếu của chúng ta như vậy. Thế còn đâu là trên thực tế thì chủ nghĩa Mác Lênin thì đã đưa ra rồi là rằng là gì, khi mà xã hội tư bản ấy, nó phát triển tột cùng ấy, thì lúc đó nó sẽ tự nhiên nó tiến lên xã hội chủ nghĩa. Ví dụ như các nước Đông Âu hiện trong thời gian trước họ tiêu chung đồng tiền không có biên giới, con người ta có thể là làm việc theo nhu cầu nhưng mà khi mà không ấy thì họ vẫn được hưởng theo mức độ thấp nhất là của họ vẫn có, thì đấy là sau nó sẽ đi lên. Xã hội Việt Nam thì cũng sẽ đi lên tại vì trước kia chúng ta là hoàn toàn là sống coi như là theo kiểu bao cấp, là kem phiếu, cho đến giờ phút này chúng ta phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng mà kinh tế này chúng ta phát triển theo tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là lúc đấy là chúng ta đang 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 cổ phần hóa hết. Khi mà chúng ta cổ phần hóa nhiều lên thì cái việc mà mọi mọi nhà nhà có thể làm kinh tế được, ai có thể cần tự do làm sao, đúng không ạ? Thì mình nhìn thấy là những cái người mà hiện tại họ đang đứng lên kêu gọi mà lật đổ đấy thì họ không xứng đáng làm là người lãnh đạo mình. Thì mình không đồng tính với quan điểm của họ là đúng, họ phải hiểu về việc đấy với mình. Nếu như họ là những người có như thật sự là giỏi, thật sự là thành công mà họ thuyết phục mình được thì mình có thể theo họ được, nhưng mà thực sự giờ chưa có lực lượng nào nhưng nó có thể thay thế được cái đảng cộng sản thì chúng ta phải bảo vệ họ thôi, bảo vệ cái đất nước này yên bình thôi. Thì đó là những cái mà gọi là tại sao mà khi mình lên các tiếng nói thì họ lại không có đưa ra một cái luận điểm nào nó rõ ràng về cái này đó, mà họ luôn luôn họ bảo vệ cái quan điểm họ là họ nào đòi cho rằng là những cái điều như ở phương Tây họ có nào là tự do dân chủ, đó đó đối, đối đối với bản thân em đó, những cái điều đó nó chưa bao giờ thuyết phục được Phương Tây em, nói thật luôn. thì Tại vì sao, cái một cái điểm nữa là khi nhìn lại cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại của mình, anh có xem được một cái cộng đồng nào họ xây dựng trên một cái nền tảng quản lý tốt chưa và đoàn kết được chưa? Anh nhìn lại thì từ những cái điểm đó thì mình đưa ra một cái nhận định rất ư rõ ràng, một cái cộng đồng nhỏ còn họ còn chưa làm được một cái điều đó nữa thì huống hồ chi một đất nước 90 triệu dân này mà họ nghĩ họ làm được cái điều đó. Em nghĩ rằng không bao giờ có. Một gia đình 10 người con đó, một gia đình chỉ có ba người con, anh dạy chưa xong nữa mà giờ anh đòi anh đẻ thêm 10 đỡ thêm 7 thằng con nữa để anh ngọn dạy, thì nói thật anh, cái người mà gọi là rộng trí tưởng tượng nhất cũng chưa chắc đã dám tin được cái điều đó, Họ chỉ kêu gọi đúng thôi không? chứ bản thân họ không biết rằng là họ không không làm được đấy. Lịch sử Việt Nam thì em thấy là Thì khi đấy. mà quân giải phóng quân Việt Minh ấy thành lập ở trên 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 cây đa Tân Trào ấy, nó chỉ có hơn chục người thôi, nhưng sau đấy là họ sẽ thành quân đội lớn mạnh và đến ngày hôm nay là họ có như đã giao ban với các nước ở trên thế giới, mà là một trong những nước khu vực Đông Nam Á làm quân đội Việt Nam là những quân đội gần như mạnh nhất, mà duy nhất quân đội Việt Nam có thể đánh thắng quân đội Trung Quốc đấy, dám chống chọi quân đội Trung Quốc. Còn ở các nước khác thì không đủ lực lượng, ví dụ như Philippines họ đánh những bọn tướng quân đánh được, còn với chúng ta đấy thì ngày xưa bạo loạn quá nhiều nha, Việt Nam bạo loạn nhiều nha, ví dụ như vụ Đắk Lắk, ví dụ như là vụ ở Thái Bình đấy, rồi nhiều vụ khác nữa. Nhưng mà cuối cùng là mình đều 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 giải quyết hết, cụ thể nhất là ngày 10/6 vừa qua là chúng ta vẫn giải quyết được, đúng Mà giải quyết theo một cách không êm đẹp, không phải nhất thiết phải có nhiều cái vấn đề ạ? khác nó phát sinh. Giải quyết tận gốc luôn đấy, giải quyết tận gốc. Vấn đề là chúng ta người ta sẽ nhìn Đúng thấy rồi. là vấn đề là cái việc đấy là họ sai đấy, họ sai, họ làm như vậy là họ sai và họ phải 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 tuân thủ luật pháp. Thế còn nữa không phải là bạo động như nước ngoài, là bây giờ là như ở Ukraine hoặc là như ở Ả Rập, như là ở Hy Lạp, không phải Việt Nam thì rất nhiều dân Đấy, tộc, đâu phải. rất nhiều dân tộc, 45 dân tộc nó sẵn sàng dẫn dẫn đến tình trạng là bạo động, rồi là dẫn đến tình trạng tranh chấp về chủng tộc, đúng không? Nhưng cho nên mình tại sao Việt Nam giải quyết được? Rõ ràng là cái sự lãnh đạo của Đảng quá tài tình, giỏi, bao nhiêu cuộc cách mạng Đảng là người lãnh đạo mọi cuộc cách mạng thành công từ trước này,
Còn ông Baquea thực sự Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là do Pháp Nè. dựng lên, rồi Mỹ dựng lên, có được có 20 năm chứ bao nhiêu đâu. Thật tồn tại trên Việt Nam thì có 20 năm, Dạ một đúng cái rồi. thể chế tồn tại 20 năm. Bây giờ cái lá cờ vàng của ngày xưa, gọi là của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, bây giờ không còn coi như thế giới là không được công nhận nữa, thì bây giờ chúng nó còn tôn thờ lên lá cờ vàng gì, cứ mang ra đường Mỹ ở buôn xa đâu, cứ kéo rồi là cứ giăng lên để làm gì, ai người công nhận đấy. Mà bên đấy ngay bản thân bên đấy các ông còn giành giật nhau, thế vậy các ông làm sao lãnh đạo được, người ta nhìn vào như một chuột cười, như một phường chèo. Đó, thì chính vì cái điều đó anh thấy anh dựa trên những cái cơ sở này thì anh nhìn nhận xem họ có làm được cái Đúng điều không gì ạ? không. Mình không phải ở đây trên góc độ mình không phải mình nói họ không có tài, họ có tài đó, nhưng họ không Không, làm họ được chỉ cái điều làm, này, họ chỉ không làm không cái tập hợp. như này, có nghĩa là họ bức xúc, họ cảm thấy là họ bị tổn thương quá nhiều về những cái kỳ vọng của họ đấy, tâm ra nó cùng là họ chỉ gào thét cho nó đỡ đỡ buồn thôi, tại vì cuối cùng thì họ cũng giờ lớp trẻ giờ nó có Tết đâu, lớp trẻ giờ cái ngay ở đất Cali có người bạn trẻ nào đứng lên không, hay các bạn lại về Việt Nam chơi thăm Việt Nam với chúng ta một cách thân thiện, chỉ còn một phần nào đấy những ông coi như là còn cực đoan, thì cũng coi như là đứng lên kêu gào. Thì em mới nói anh là nếu như họ đã có cái lối suy nghĩ đó thì quá, cái lối suy nghĩ quá ích kỷ đúng không? Trong khi mình có thể một cái sự ích kỷ của bản thân mình mà có thể mình làm khổ cả một cái dân tộc mình. Là tại vì sao? Họ luôn luôn họ mang nung nấu trong đầu một cái ý chí, có nghĩa là phải một là trả thù, hai phải giành lại à. Mà trong đầu họ chỉ luôn luôn họ nung nấu những ý định đó thôi, chứ họ không hề họ suy nghĩ rằng Cũng chưa chắc đâu, vì trên đất nước, chưa chắc trên là đất nước Việt Nam mình họ làm việc vì còn cái sự yêu nước, hoặc là vì một cái tư tưởng, hoặc là một cái chính nghĩa gì. Thực sự họ làm theo anh nghĩ là vấn đề là họ cũng muốn là kiếm tiền thôi, có thể là họ muốn kiếm tiền. cái cảm tính là đúng không? Cảm tính thôi, chứ còn thực sự những cái điều này em nghĩ rằng cái lý tưởng của họ đã ngay từ đầu lý tưởng nó không có, thì đến bây giờ làm gì cái lý tưởng được mà có nữa. Thì ở đây họ những cái gì, tất cả những cái gì họ đưa ra nó thật, chưa bao giờ thuyết phục được em, riêng bản thân em chưa bao giờ thuyết phục, kể cả tất cả những người trên trên diễn đàn mà của các anh chị đối lập làm, chưa bao giờ một người nào để làm gọi là em thuyết phục được em một điều gì, chứ đừng nói chi thì điều đó thì làm gì. Bản thân em là một người dân bình thường em còn nhìn ra được, còn huống hồ như những người trong làm trong 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 đường lối chính sách đảng nhà nước, thì những người về chuyên môn về trình độ họ họ thì làm sao không không nhận diện nó được. Thì chính vì điều đó thì đương nhiên rồi nó sẽ hình thành những cái gì, thì đương nhiên nó sẽ có cái kết quả tất yếu đó. Đúng rồi, chốt lại là bây giờ về vấn đề như là nhà nước mình này, bây giờ là một nhà nước độc lập có chủ quyền, đúng không, không phụ thuộc vào ai hết, hoạt động kinh tế trên thế giới nào coi như mang tính chất là bạn bè quốc tế, không chung đụng với liên minh nào để chống lại một liên minh khác của quân sự, đúng không, chúng ta bắt tay với cả Mỹ. Tại sao Mỹ họ vẫn bắt tay chúng ta, vì họ xác định chúng ta là những đối tác làm ăn của họ thôi, mang lại quyền lợi cho hai bên thôi, chứ còn đâu là họ cần gì về cái việc chiến tranh đâu, họ cần gì về cái việc mà tranh chấp lãnh thổ lãnh hải đâu. Còn nếu chúng ta cứ nói là mình như Trung Quốc thì Trung Quốc họ vậy thôi, nếu như họ cần thiết thì họ thì phát triển kinh tế của họ thế, chứ còn đâu cần phải đi xâm chiếm nước khác họ phát triển được kinh tế. Nhưng bọn nó cứ dựa vào cái suốt ngày Thì bởi vì kêu gọi mà anh em mình phải chống Trung Quốc, rồi là đảng nhà nước bán nước cho Trung Quốc không láo. em nãy giờ em chào anh rồi mà anh không nghe em nói à. Ok Ok anh anh vào thì đây nói chung thì chắc có là lẽ muộn muộn rồi thì cũng rất cảm ơn em là anh em ngồi nói chuyện nhau một tí, thì cái mục tiêu của anh gì thêm dạ rồi ok.